Khách du lịch các tuyến miền Trung sẽ có thêm một lựa chọn mới khi chiều nay, tại ga Huế, Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn đã tổ chức khai trương đoàn tàu NH1 và NH2 tuyến Huế và Nha Trang cũng như ngược lại. Đây là một trong những cách thức nhằm tăng cường kết nối du lịch giữa các địa phương miền Trung. Phóng viên Xuân Hòa sẽ thông tin chi tiết tới quý vị. Đây là lần đầu tiên hai thành phố du lịch nổi tiếng của miền Trung là Huế và Nha Trang có một đoàn tàu kết nối chạy theo tuyến cố định. Mỗi ngày sẽ có hai tuyến khởi hành, tại Nha Trang là vào lúc 8 giờ 45 phút, còn tại Huế là lúc 16 giờ 8 phút. Thời gian hành trình của mỗi chuyến là khoảng 14 tiếng đồng hồ. Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn tổ chức chạy thêm đoàn tàu du lịch này nhằm mang đến cho du khách một trải nghiệm mới với những khung cảnh thiên nhiên đầy thơ mộng, có thể chiêm ngưỡng toàn bộ danh lam thắng cảnh suốt dải đất miền Trung từ Nha Trang đến Huế. Trên hành trình sẽ có 10 điểm ga dừng để đón và trả khách, tạo điều kiện thuận lợi cho du khách đến với nhiều điểm du lịch miền Trung. Đôi tàu NH1, NH2 được đưa vào sử dụng, gồm các toa xe đã được nâng cấp, chất lượng cao. Giá vé của đôi tàu Huế-Nha Trang và ngược lại dao động từ 292.000 đến 555.000 đồng. Chuyến tàu NH1, NH2 chạy tuyến Huế-Nha Trang và ngược lại áp dụng giảm giá đối với các gia đình chính sách, các đối tượng chính sách xã hội, những tour tuyến và các đơn vị lữ hành tham gia kích cầu du lịch miền Trung. Và đó là một cách để kích cầu du lịch nhằm phát triển du lịch của mỗi địa phương ở miền Trung.